bạn ơi sánh bước cùng tôi về chùa tham dự khóa tu, dành cho tâm khai trí sáng, ướm mầm tình thương cuộc sống. Thầy trao ánh sáng từ bi, con nguyện chọn đời khắc ghi, dành cho tâm bi trí du, giúp đời thoát cơn mê lầm. Anh em ta về đây tu học theo chánh pháp, mang yêu thương niềm tin gieo mầm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính bạch đại đức Thích Trực Thanh Minh, kính bạch sư tôn đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị Phật tử, thưa tất cả các em. Tôi hôm nay rất là vui sướng, lần đầu tiên có thể nói là sau bao năm chiêm ngưỡng chùa và các khóa tu của nhà chùa chỉ trên phim ảnh, trên mạng, trên các phương tiện thông tin đại chúng, và hôm nay lần đầu tiên được về với cửa Phật nơi đây, với thầy chủ trì, với tăng đoàn cũng như là Phật tử và các em. Thì có thể nói là tôi rất phấn khởi và xúc động khi nhìn thấy hàng ngàn các bạn thanh thiếu niên chúng ta ngồi đây để nói với các em vài câu ngắn gọn thôi là các em đã lựa chọn một con đường đi đúng. Các em đang đem trái tim, trí tuệ, tâm hồn các em dành cho Phật Pháp, tức là các em đang dành cho gia đình mình, cho chính bản thân mình những thành quả rất tốt đẹp trong tương lai cho đất nước. Và hôm nay chú về đây thì cũng mong là các cháu cùng với lại các thầy đứng đầu là đại đức chủ trì chùa Ba Vàng quyết tâm xây dựng phong trào Phật tử trong thế hệ trẻ ngày càng phát triển. Bởi vì chúng ta biết lựa chọn Phật giáo, chúng ta biết đi theo Phật Pháp Mầu Nhiệm, tức là chúng ta muốn cho chúng ta, gia đình chúng ta, tương lai gia đình lớn của các cháu có một kết quả tốt đẹp. Và kính chúc là đức chủ trì chùa cũng như là tăng đoàn, các chư vị tăng ni, các quý vị Phật tử cùng tất cả các em sức khỏe thật dồi dào, luôn luôn có sự gia hộ của Phật tổ, của Tam Bảo, của tăng đoàn chùa Ba Vàng, để việc tu tập của các em ngày càng tinh tấn tiến bộ, để mỗi người chúng ta đều trở thành một công dân trong sáng, khỏe mạnh, yêu nước và đem lại lợi ích cho đất nước, cho gia đình. Xin chúc các em. Vâng ạ, đầu tiên thì con cũng rất là vui khi hôm nay được phỏng vấn bác. Câu hỏi đầu tiên mà con muốn phỏng vấn bác đó là cảm xúc của bác khi buổi sáng hôm nay được đến thăm các bạn khóa sinh cũng như là được tham gia một chút với khóa tu mùa hè của chùa Ba Vàng, thì cảm xúc của bác là như thế nào? Trước hết có thể nói đây là lần đầu tiên tôi viếng thăm chùa Ba Vàng. Như tôi đã nói nhiều lần là chưa một lần nào trước đây, cho đến trước sự kiện chùa Ba Vàng tôi đã đến đây. Và hôm nay lần đầu tiên tôi đến bởi vì tôi nghe là hôm nay có một cái buổi khai giảng với khóa tu mùa hè cho các cháu thanh niên sinh viên, học sinh ở các lứa tuổi khác nhau và số lượng rất đông. Tôi cũng muốn là một là đến thăm chùa sau khi mình đã có ý kiến đánh giá về chùa theo quan điểm của mình. Thì mình cũng phải biết chùa và gặp sư chủ trì. Nhưng mà hôm nay thực sự tôi đến và tôi đã chứng kiến cái buổi khai giảng cái khóa tu mùa hè của các cháu thanh niên, sinh viên, thiếu niên, các lứa tuổi rất khác nhau. Mà có thể nói đây là những hạt giống người chủ tương lai đất nước chúng ta. Thì tôi thấy rất xúc động và rất mừng. Bởi vì các cháu ngồi dự cái khóa tu có thể nói là trước hết là rất chăm chú, tự nguyện. Không ạ? Và có thể nói là các cháu có một cái tình cảm dành cho Phật Pháp cũng như là một cái sự ngưỡng mộ đối với Phật giáo nói chung rất là tốt. Không có sự bắt buộc, không có sự o ép, mà tôi thấy hoàn toàn các cháu được thể hiện cái nguyện vọng của mình với cái lựa chọn của các cháu là đến dự cái khóa tu này. Thì có thể nói lên việc làm nó rất có ý nghĩa. Tôi cũng không nghĩ là cái số lượng đông như vậy. Cái số lượng rất đông mà các cháu lại rất nề nếp, rất trật tự và rất lễ độ. Thì tôi cho đây là việc làm có lẽ cần phải đánh giá cho nó thật đúng và cần phải tiếp tục phát triển. Và nếu như chùa nào
cũng làm được như chùa Ba Vàng. Thì thế hệ trẻ của đất nước chúng ta tôi cho rằng là có định hướng rất tốt, có một sự lựa chọn rất tốt, đó là làm những việc tốt, việc thiện, tránh làm việc ác. Ngần này cháu ngồi trong khóa tu hôm nay tôi chứng kiến có khoảng 4-5 ngàn, đúng không ạ? Mà nếu như 4-5 ngàn cháu không dự cái khóa tu này để tích việc thiện, để làm những cái việc tốt, mà đi ra ngoài xã hội để làm những cái việc như là chơi giao du với lại những cái đối tượng nó không tốt ngoài xã hội, làm quen với những thói hư tật xấu ngoài xã hội, thế rồi lông bông ở ngoài đường, gây mất trật tự ổn định an toàn xã hội, thì nó sẽ làm cái tác hại vô cùng đối với lại cái sự bình yên của xã hội nói chung. Nhưng nếu các cháu về đây tu tập để trước hết là được nghiên cứu đánh giá về cái truyền thống của dân tộc chúng ta thông qua Phật giáo, văn hóa Phật giáo là văn hóa truyền thống dân gian dân tộc được đánh giá rất cao, được ngưỡng mộ và được thế giới ghi nhận, thì nó là một cái mà tôi cho là một sự lựa chọn rất đúng đắn. Nó làm cho cái tư duy đạo đức, nó làm cho cái nhìn nhận đánh giá về xã hội, về con người, về gia đình của các cháu nó thực sự rất lành, rất thiện, đúng với lại cái tôn chỉ mục đích của Phật giáo. Cho nên tôi thấy là đây là việc làm rất ý nghĩa. Vâng ạ. Thế con muốn có một câu nữa, con muốn hỏi bác, đó là bác có điều gì muốn nhắn nhủ trước hết là đối với các bạn khóa sinh đang tham gia, và thứ hai nữa là đối với các bạn trẻ mà chưa có cơ hội đến tham gia khóa tu mè Chùa Vàng, thì bác trên phương diện cũng là một người tìm hiểu về đạo Phật, thì bác có điều gì muốn nhắn nhủ đối với các bạn không ạ? Tôi có thể nhắc lại là tôi hết sức ngỡ ngàng khi bước chân vào Chùa Ba Vàng bởi một cái sự ngăn nắp, sạch sẽ, trật tự và có thể nói là một cái tổ chức rất cao. Ở đây nó thể hiện qua cái hoạt động mà tăng ni trong chùa dưới cái sự dẫn dắt chỉ đạo của Đại Đức Thích Thanh Minh trụ trì chùa, với cái sự hưởng ứng của bà con Phật tử. Và trước hết chúng ta phải nói rõ là cái số lượng Phật tử bà con tham gia đóng góp cái công sức của mình một cách tự nguyện để mà làm cho quang cảnh chùa thanh tịnh đẹp đẽ, hay làm cho cái khung cảnh của chùa nó trở nên thơ mộng và nó trở nên rất là quyến rũ đối với lại du khách cũng như là Phật tử khắp nơi. Thì đây có thể nói là một trong những cái công sức, một trong những cái hoạt động mà sư trụ trì đã rất thành công. Và người ta nhiều khi đang nhầm lẫn giữa cái khái niệm về công đức và công quả. Có nhiều người đánh tráo cái khái niệm. Người thì nói là công quả là khác với công đức. Nhưng người cho là có lẽ dần dần là chúng ta cũng nên dùng cái từ công đức cho người ta quen đi. Công quả công đức là một thôi. Tức là đều một cách tự nguyện đóng góp cái công sức của mình. Nếu như mình không có điều kiện vật chất để xây dựng chùa thì mình làm cái việc thu dọn, mình làm những việc tạo cảnh quan đẹp đẽ sạch sẽ cho chùa, đấy là việc công đức. Thì tôi muốn là qua cái buổi khai mạc cái khóa tu mùa hè năm nay của các cháu, thì tôi nghĩ là nếu như chùa nào cũng làm được như này, khắp nơi trên đất nước ta chùa nào cũng mở những khóa tu cho các cháu như này, thì nó đỡ đi biết bao nhiêu, có lẽ hàng triệu các cháu thanh niên, sinh viên, thiếu niên mà thiếu những chỗ vui chơi, giải trí, hoặc là không có điều kiện đi nghỉ hoặc là đi tham dự các hoạt động vui chơi, giải trí này khác bên ngoài. Và có thể nói là cái số lượng các cháu, thanh niên, sinh viên, thiếu niên lông bông ở ngoài đường mùa hè, vừa bệnh tật, phải không ạ? Vừa gây mất trật tự ổn định xã hội, vừa làm cho gia đình lo lắng. Nếu các cháu đến đây, các cháu được dự khóa tu, các cháu hiểu về văn hóa Phật giáo, các cháu hiểu về truyền thống dân tộc, các cháu hiểu về môi trường các cháu đang sinh sống, các cháu hiểu về những việc nghĩa cử của người đối với người, tình cảm mà cha mẹ, con cái, tình làng, nghĩa xóm, thế rồi là bạn bè đối xử với nhau. Thì tôi thấy là cái khóa tu này với một cái chương trình mà các tăng ni trong chùa đã hướng dẫn cho các cháu thì tôi thấy nó vô cùng bổ ích. Bởi vì có lẽ nó là một cái mà hướng cho các cháu làm những cái việc nó có lợi trước hết là cho gia đình mình. Nó có lợi ích cho chính bản thân các cháu là vì các cháu được nạp một cái lượng kiến thức rất là tốt về rất nhiều lĩnh vực. Thứ hai, các cháu hiểu hơn cái nghĩa vụ, trách nhiệm các cháu đối với gia đình, đối với ông bà cha mẹ. Hay là ta nói tóm lại, ta nói một cách đơn giản là người ta phải có một cái quan hệ tốt trong gia đình, ra xã hội mới tốt. Thế thì nhà chùa đã đóng góp cái việc này cho trong cái việc giáo dục các cháu mở cái khóa tu như thế này để cho các cháu nó có thêm kiến thức, nó có thêm trách nhiệm với xã hội và nó hướng thiện. Cái quan trọng là hướng thiện. Mà nếu với số lượng các cháu như thế này như hôm nay tôi đã chứng kiến, thế rồi khóa tiếp theo lại như thế nữa, thì tôi cho rằng là với cái đà này mà cả nước chúng ta cùng nhau phát triển thành một cái phong trào chùa chùa đều làm, tỉnh tỉnh đều làm,
không ạ? Nhà nhà đều hướng dẫn con cháu mình đến chùa tu tập thay vì đi ra chơi các cái trò chơi nó vô bổ ở ngoài xã hội, thậm chí là dẫn đến là rượu chè cờ bạc rồi là lô đề trọi gà rồi thì chơi những cái trò chơi nó không đem lại lợi ích gì, thậm chí là nó làm hủy hại cái tư cách đạo đức của con người. Thì các cháu vào trong những ngôi chùa như này, không phải riêng chùa Ba Vàng, có thể những chùa ở các nơi khác, mà nếu như các vị làm được như vậy thì do đây là mô hình cần nhân rộng. Mô hình này cần nhân rộng bởi vì các chương trình mà hướng dẫn huấn luyện các cháu trong khóa tu này thì Sở Giáo dục Đào tạo của tỉnh, của huyện có thể kiểm nghiệm, có thể nghiên cứu để xem là trong chùa các thầy hướng dẫn các cháu theo cái hướng nào. Mà nếu thực sự nó đem lại một cái lợi ích, nhất là về cái truyền thống chân thiện mỹ của văn hóa dân tộc của chúng ta thông qua Phật giáo, thì đây là một cái bài học, tôi cho là một cái mô hình mà nhiều nơi nên học tập. Bởi vì như tôi đã nói là một người biết làm việc thiện, xã hội đã được nhờ hai người biết làm việc thiện, tức là theo như lời Phật dạy là chúng ta tránh ác làm lành. Nếu 1.000 người, 1.000.000 người, 1.000.000 người thì xã hội chúng ta trong sạch biết bao. Đặc biệt là hôm nay tôi rất mừng và tôi xúc động là thấy toàn các cháu thanh niên sinh viên thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ đây là mầm non, là tương lai của đất nước. Đây là những người chủ của đất nước tương lai mà người ta hướng thiện như thế thì còn gì bằng nữa. Nên tôi cho là phải nói là tôi đánh giá rất cao. Đánh giá rất cao cái hoạt động rất có ý nghĩa này của chùa Ba Vàng. Và qua đây cái lần đầu tiên đến chùa lần này, tôi lại càng khẳng định là những lời tôi phát biểu trong sự kiện chùa Ba Vàng là đúng. Cảm ơn bác rất là nhiều. Việt Nam ơi sông hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua, kiếm sống đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gắm hoa. Đình lý trần lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiếng ơi, còn đây kiến trung Việt Nam.